Ok, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồng Hồ Hải Triều. Seiko từ lâu là một hãng đồng hồ mà mình cực kỳ yêu thích, từ thiết kế bên ngoài cho tới bộ máy bên trong của nó luôn. Mình rất ấn tượng là khi mà mình nhận được cái lời khen của một anh làm trong ngành đồng hồ lâu năm thì anh nói rằng Seiko thì là một hãng đồng hồ đặc biệt lắm. Cùng phân khúc nha, cùng giá tiền nha, nhưng mà Seiko lại lựa chọn cho mình một con đường riêng và tập trung thiết kế đặc biệt cho từng sản phẩm một cách chăm chút. Điều này làm cho Seiko gần như là tách biệt hoàn toàn so với những cái chiếc đồng hồ bên ngoài kia. Thường này cùng một tầm giá nha, thì những hãng thông thường á, họ sẽ sử dụng thiết kế na ná tương tự nhau, và Seiko họ tạo ấn tượng bởi vì họ tách biệt. Và khi chúng ta liếc sơ qua, chúng ta sẽ biết là à, đây là đồng hồ Seiko nè, một cái sự nhận dạng thương hiệu rất là tốt. Chiếc đồng hồ hôm nay mình muốn giới thiệu các bạn sẽ hội tụ đầy đủ yếu tố nói trên: một nét đẹp cổ điển tinh tế, một bộ máy pin vận hành vô cùng ấn tượng. Bây giờ mời các bạn cùng mình khám phá mẫu đồng hồ Seiko có mã là SSB29371 này nhé. Bây giờ mình sẽ lướt sơ qua về thông số kỹ thuật của chiếc đồng hồ này. Thì phía trước các bạn sẽ có đường kính của nó sẽ là 42.5mm và độ dày của mẫu đồng hồ này sẽ là 13mm. Mặc dù đây là một bộ máy pin nhưng mà nó lại dày như thế này thì mình đánh giá là độ dày này sẽ hoàn hảo cho bộ máy cơ, nhưng mà máy pin thì nó hơi dày quá. Mà không sao, nếu bạn yêu thích một chiếc đồng hồ mà nhìn chắc khỏe như thế này thì có vẻ như độ dày này không là vấn đề gì cả. Vỏ của chiếc đồng hồ này được hoàn thiện bằng thép không rỉ, và bộ dây da trên chiếc đồng hồ này có size là 20, và đây là một bộ dây da B. Đó, bộ dây da B rất là đẹp. Phần khóa này cũng đơn giản thôi, màu bạc trắng bạc. Cái điểm nhấn đầu tiên trên chiếc đồng hồ này khi chúng ta nhìn vào đó chính là tấm kính của nó sẽ là một tấm kính mo cong. Thì đây là tấm kính khoáng Hartlek, một tấm kính đặc trưng của Seiko. Và các bạn sẽ có thêm hai cái nút bấm hỗ trợ chức năng là Color Wrap ở vị trí bên phải này. Hai nút bấm này thì mình thấy cũng khá là lớn, mình bấm vào hành trình phím khá là sâu và bấm cũng khá là đậm tay. Cái hiện tượng nó là cái đặc điểm mà bấm sâu và đầm tay này thì nó sẽ hạn chế cho các bạn vài đặc điểm là khi chúng ta bị quơ tay hay là chúng ta bị cấn gì đó mà bấm nhầm nút, cho nên cái phím này nó phải vừa sâu và phải vừa nặng vừa đầm. Và bây giờ mình sẽ phân tích kỹ sâu hơn về phần mặt dial của chiếc đồng hồ này. Thì đây cũng là đặc điểm mà mình vô cùng ưa thích, và chỉ cần mình nhìn vào đầu tiên là mình đã có cảm tình và mình muốn thực hiện một vài video để so sánh các bạn cùng xem. Thì mặt dial của chiếc đồng hồ này tổng thể sẽ có một cái màu kem. Theo hãng công bố thì đây sẽ là cái màu kem, và các bạn sẽ có những họa tiết nhỏ. Thì những họa tiết này sẽ có dạng cái tên của nó hình như là concentric pattern hay gì đó, mình không nhớ rõ lắm, nhưng mà tạm dịch ra là những cái lượng sóng đồng tâm. Thì các bạn sẽ nhìn kỹ ở phần bề ngoài, nó sẽ có hình giống như những cái gợn sóng biển, nhưng mà nó sẽ cùng một cái tâm là phía giữa trên chiếc đồng hồ. Cọc giờ chiếc đồng hồ này cũng khá đơn giản, các bạn chỉ có những cái khối kim loại hình thang thôi, và những cái khối kim loại này sẽ có một cái nếp gấp ở giữa để tạo cái sự nổi bật, hiệu ứng khói cũng như là tạo ứng ánh sáng cho chiếc đồng hồ này. Kim giờ, kim phút của chiếc đồng hồ này thì lại có ngôn ngữ là Dolphin, và kim của nó sẽ có cái màu gọi là màu be cùng màu với cọc giờ luôn. Thì cái màu be này thì trên tổng thể cái màu kem thì nó sẽ đậm hơn, nhưng mà khi bạn soi dưới ánh sáng như thế này thì các bạn sẽ thấy nó vẫn có bạc, nó vẫn là sáng chứ không phải là nó quá là tối hù. Ngoài ra thì chiếc đồng hồ này sẽ có thêm 3 ô hiển thị phụ ở vị trí góc 9 giờ, 6 giờ và 3 giờ. Như là 9 giờ thì đây sẽ là một cái ô để đo phút, và thời gian đo tối đa của nó là khoảng là 60 phút. Ở vị trí góc 6 giờ nhìn lên thì đây chính là một cái ô để đo là kim giây hiện hành, và vị trí góc 3 giờ nhìn qua thì đây sẽ là một cái ô 24 giờ để các bạn biết là thời gian chúng ta đang là ngày hay đêm. Và đặc biệt là ba cái ô nhỏ bốn thị phụ này đều có một cái kiểu thiết kế là mặt bên trong khác nhau, một cái dạng là đĩa nó lõm sâu vô và có dạng là đường tròn đồng tâm. Và các bạn sẽ có thêm một ô lịch nhỏ ở vị trí góc giữa 4 giờ và 5 giờ. Thì ô lịch này thì mình cũng không đánh giá cao bởi vì nó không có cái viền và nằm hơi lệch một xíu, đôi khi chúng ta phải mất nhiều thời gian để xác định là hôm nay là ngày bao nhiêu. Bộ máy bên trong của chiếc đồng hồ này sẽ là một đặc điểm mà mình vô cùng thích thú luôn và ấn tượng. Thì đó là một bộ máy pin, nhưng mà chiếc đồng hồ này trang bị cho nó là khả năng thực hiện chức năng là Color Wrap kim dây trôi cực kỳ mượt. Bây giờ mình sẽ thực hiện là chức năng Color Wrap để các bạn cùng xem nhé. Mình sẽ bấm nút trên bên phải này để bắt đầu. Đó, kim dây trôi vô cùng mượt luôn. Thì nhiều khi các bạn nhìn vào các bạn tưởng đây là một chiếc đồng hồ cơ, nhưng mà không, nó là máy pin nhé. Rồi, và khi mà mình bấm pause, mình stop lại và mình reset thì kim dây nó cũng trôi lại rất là mượt. Ô, nó gọi nào nhanh á, gọi là mượt. Và khi mà mình dừng cái kim này lại, mình stop nó lại thì mình bấm reset thì các bạn sẽ thấy là kim dây này trôi rất là nhanh, gần như chúng ta sẽ không thấy luôn là nó chuyển động. Bây giờ mình sẽ bấm nha, nó chuyển động tức thì luôn đó, rất là nhanh, vô cùng hay luôn.
Và mình nghĩ là chức năng này đôi khi chúng ta nên nghịch ít thôi, tại vì nhiều khi mình sợ là nghịch nhiều quá kim nó bị lệch luôn, nó bắt buộc chúng ta phải can thiệp phần cứng để chỉnh lại kim. Ok, các bạn nghĩ sao về chiếc đồng hồ Seiko này? Một chiếc đồng hồ theo mình đánh giá là có thiết kế cổ điển, sang trọng, tinh tế, nhưng bộ máy bên trong của nó là hoạt động cô ráp vô cùng ngon và ấn tượng. Các bạn có thích chiếc đồng hồ này không? Các bạn muốn mình review nhiều hơn hay muốn mình so sánh chiếc đồng hồ này với những chiếc đồng hồ khác thì các bạn hãy comment để lại bình luận phía dưới video. Và nếu các bạn cảm thấy nội dung video hay bổ ích thì đừng quên bấm một nút like, share cho bạn bè, nút chuông để luôn nhận những thông báo mới nhất và nút subscribe để cập nhật cũng như là ủng hộ kênh YouTube của chúng mình nhé. Rồi, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.